Cho con xin hỏi sư, con xin xuất gia vào một chùa làng là Phật giáo tu theo hệ phái Nam Tông. Ở đây các sư có ăn tối, hiện nay con mới chỉ là chú tiểu nên con phải nấu bữa tối cho các sư. Nhưng con không ăn tối, con xin hỏi sư, sau này con được thọ giới Sa Di hoặc Tỳ Kheo, con giữ giới không ăn tối nhưng con vẫn phải nấu cho các vị sư khác ăn, thì con có phạm tội lỗi nào không, hay giới của con có bị ảnh hưởng không? Con xin sư cho con lời khuyên trong việc này để con tu theo đúng pháp. Con cảm ơn sư. Trong vai trò của một vị tu sĩ thì sư không bao giờ khuyến khích cái chuyện là mình coi thường bất kỳ cái giới nào. Nhớ chưa? Không bao giờ sư khuyến khích cái chuyện mình coi thường bất kỳ cái giới nào. Nhưng mà mình cũng không nên chăm bẵm vào một cái giới nào. Ví sư thấy nhiều người lạ lắm. Hai tỳ kheo 227 giới, họ chỉ chăm bẵm vào một giới một thôi. Và còn những cái giới khác họ không để ý, họ không nói tới. Trong khi đó những cái giới khác nó cũng quan trọng như vậy. Nhưng họ chỉ nhìn chằm chằm có một cái giới một thôi. Thì nó là một cái thái độ sư nói là rất là tiêu cực và rất là tật nguyền, rất là cực đoan. Và không có nên như vậy. Có một cái, tại sao sư nói như thế? Tại vì có những cái nó nghiêm trọng hơn, có những cái nghiêm trọng hơn mà quý vị không có để ý. Có một vị hòa thượng trưởng lão có chia sẻ với sư như thế này. Người ta nói tôi khó, nhưng mà cái vấn đề ở đây là tôi muốn các sư về đây là sống cho nó đàng hoàng. Cái chuyện mà mấy sư ăn chiều tôi có thể thông cảm được. Nhưng mà cái chuyện mà mấy sư nhậu nhẹt ở trong chùa tôi không thông cảm được. Nếu các sư không bỏ được cái thói này là tôi đuổi khỏi chùa. Thì trong dưới cái nhìn của một vị hòa thượng trưởng lão thì có một số giới mà hòa thượng có thể thông cảm, có thể bỏ qua. Nhưng mà có những cái mấu chốt thì hòa thượng không thể nào bỏ được. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là mình khuyến khích người khác phạm giới. Đó lại là một cái khía cạnh khác. Sư lại hỏi quý vị như thế này. Tại sao là mình cứ phải nếu như mình thấy cái chỗ đó không được á, không ổn, thì mình tại sao mình lại chọn cái nơi đó để mình xuất gia? Quý vị đi khám bệnh, quý vị bị bệnh đi khám bệnh, cái nơi mà quý vị lựa chọn để khám, quý vị lựa trên cái tiêu chí gì? Có phải là mình lựa trên cái tiêu chí là chỗ đó nó gần? Hình như không. Nó gần là một cái lợi thế, nhưng điều đó không có nghĩa là mình lựa chọn cái tiêu chí trên nó gần. Mình lựa tiêu chí trên cái chỗ là ở cái chỗ đó đó là mình có học được cái gì hay không? Xin lỗi, người ta có chữa bệnh cho mình được hay không? Cũng vậy trong chuyện học đạo. Mình chọn một ngôi chùa không phải đơn giản ngôi chùa đó gần. Mà sẽ thấy rất là lạ là cư sĩ hầu hết khi họ chọn cái chuyện xuất gia, họ chọn cái chỗ gần. Chứ họ không chọn cái chỗ là cái nơi đó tôi có học được cái gì hay không. Thì tùy thôi. Nếu như mà quý vị thấy là cái chỗ đó mặc dù là chư tăng thì cũng không có hoàn hảo, nhưng mà có cái để dạy mình có thể học được thì quý vị có thể học, quý vị có thể ở. Đó là sự lựa chọn của quý vị. Còn nếu như quý vị nhắm mà mình không thích hợp thì quý vị có thể đi nơi khác để mà tu học. Sư nhớ Hòa thượng Vũ Chánh trong một cái bài giảng có nói như thế này: quý vị cứ đòi ông sư như ông thánh, trong khi đó một người tu tại vì còn là phàm cho nên mới vào chùa,
vào chùa để mình bỏ dần cái phàm đó đi. Nhưng mà mình nhìn những vị tu sĩ, mình cứ nhìn, mình cứ áp cái nhìn của một bậc thánh mình áp vào. Để rồi đó, khi mà vị đó không được thánh như mình muốn, rồi tới hồi các vị đó lòi cái phàm ra đó, mình chịu không nổi. Tại vì trong cái tư tưởng của mình đòi các vị đó là phải là thánh, thì ở đâu ra? Người ta phàm, người ta mới vào chùa để người ta bỏ bớt cái phàm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sư ủng hộ bất kỳ một vị nào phá giới. Sư đồng ý một chuyện là mình phàm thì mình còn nhiều những cái vấn đề để mà mình thay đổi. Nhưng vấn đề là mình chịu thay đổi. Chứ mình không phải là mình dựa vào đó, đó để rồi mình bày hày ra, mình sống bày hày, rồi mình nói tại vì tôi còn phàm. Thì sư không chấp nhận cái chuyện đó. Nếu như sau này quý vị vẫn tiếp tục tu ở đó và lựa chọn lên sa di hoặc tỳ kheo thì mình không tu thì mình không ăn thì mình có thể mình không nấu. Còn nếu như mà các vị đó vì cái chuyện mà quý vị giữ giới mà các vị đó phiền hà thì sư thấy rõ ràng là nơi đó có vấn đề. Tại vì sư biết có một vị trưởng lão thì các vị đó đã nói như thế này. Vị đó nói như thế này: các sư không giữ giới được thì khi các sư thấy người khác giữ giới, các sư phải hoan hỷ với vị đó. Chứ mình đừng có cái chuyện là mình không giữ giới được rồi mình thấy người khác giữ giới thì mình đâm ra là mình thù oán. Tại vì cái chuyện là vấn đề của mình. Chính bởi vì như vậy, nếu như mà vị này giữ giới được thì đó là điều tốt. Và sư không bao giờ sư khuyến khích bất kỳ ai mà bỏ giới, phạm giới. Và sư mong là quý vị có thể hiểu những cái thông điệp mà sư chia sẻ. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ cái nhìn về vấn đề này. Rồi, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Một lần nữa, sư cũng nói rõ cho quý vị hiểu rõ. Tại vì đôi khi Đức hành tại, thật sự đối với sư thì Đức hành tại trả lời rất là đầy đủ. Nhưng mà sư muốn nhắc lại lần nữa ở đây là quý sư trả lời câu hỏi này quý vị phải hiểu rõ là sư hay Đức hành tại không có cổ suý cho cái việc phạm giới. Một lần nữa nhấn mạnh quý vị, không cổ suý việc phạm giới. Nhưng mà khi mà nói về giới mình phải hiểu rõ tính chất là thế nào. Tại vì khi mình nói chữ giới rất là rộng quý vị. Có những cái chắc cái này phải nhờ Đại Đức Hành Tại trong một cái bài giảng trong tương lai đi. Đại Đức Hành Tại cũng nếu mà quý vị trong tương lai biết Đại Đức Hành Tại đang giảng kinh Trung Bộ thì chắc là trong tương lai Đại Đức Hành Tại sẽ giảng đến cái bài kinh mà gọi là Phát Đa Lý trong kinh Trung Bộ. Thì bài kinh Phát Đa Lý này nói như thế nào? Nói là cái vị tỳ kheo này nè là có cái tật. Ông hay ăn sái hay vị hay ăn sái giờ thưa quý vị, hay ăn sái giờ. Đức Thích Tôn Thế Tôn có nghe các vị thì kheo quản chê trách này nọ, rồi Đức Thế Tôn thì kêu lên để nói về việc phải gì không. Dạ đúng, thì ngài mới trình bày này nói là con gì đó, nghĩa là con sao không hiểu sao mà cơ địa con nó đang đói ăn nào không nói chứ. Thì cái bài kinh này thưa quý vị, trong chú giải có nói nha, bài kinh này là cái vị phát vị này nè là trong quá khứ 500 kiếp liên tục đó là con quạ, mà con quạ đặc tính nó là nó ham ăn háo uống thưa vị. Nên chính vì như vậy cái kiếp này với vị này là người. Cho nên những cái mà tính đó nó vẫn còn nên nó khiến vị này. Nhưng mà Thế Tôn á, ngài cũng có chê trách, ngài cũng khuyến khích sách tấn cái vị này. Rồi cái vị này á cũng đạt được cái thành tựu trong giáo pháp. Cho nên nếu mình về giới, mình nhìn với cách nhìn mà nó, tại vì đặc tính của giới là sao? Giới là nó bảo vệ chính mình. Còn nếu mà mình hiểu sai giới mình đem đi, mình đem ra mình nói ví dụ chỉ trích người khác, đó là cái chướng ngại của mình. Suy nghĩ khi mà cái vị mà hỏi câu hỏi này nè, nếu mà đang xem live thì tới phần của Đại Đức Hành Tuệ trả lời xong thì cái phần nào cũng đã
tự mình bản thân mình có câu trả lời, có sự chọn lựa mình nên nên đi hay nên ở để biết. Ở sau, ở phần sau thì sư chỉ để loại gợi ý thêm thôi quý vị. Thì trong tương lai Đức Hạnh Tại chắc sẽ thiết tái bài kinh này, quý vị nhớ đón theo dõi đi để cho hiểu rõ hơn về cái bài kinh, cái ý nghĩa sâu xa bài kinh này và ý nghĩa sâu xa hơn của ý nghĩa giới. Tại vì giới là khi mà nói giới nó si lá và sikkhapada, thì sikkhapada điều học, si lá là giới. Nếu quý vị giữ cái điều học á, quý vị đôi khi quý vị giữ điều học tốt nhưng mà chưa chắc quý vị đã có si lá nha, điều rất quan trọng. À, xin mong muốn là trong tương lai quý vị sẽ đón xem cái sự giảng giải của Đức Hành Tài. À, cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.